tới cái phẩm này là phẩm thứ 23, tên là Dược Lương Bồ Tát Bổn Sự. Bổn sự tức là chỉ cho cái việc xưa của Bồ Tát Dược Lương. Thường thường ở trong kinh cái chia là bổn sanh, bổn sự. Bổn sanh tức là chỉ cho những cái đời trước, bổn sự là chỉ cho những việc làm ở đời trước. Lúc bấy giờ Ngài Tú Phương Hoa Bồ Tát bạch Phật rằng: Thế Tôn, Ngài Dược Vương Bồ Tát dạo đi nơi cõi Ta Bà như thế, thế nào? Thế Tôn, Ngài Dược Vương Bồ Tát đó có bao nhiêu nghìn muôn ức na do tha hạnh khổ khó làm? Hay thay Thế Tôn, nguyện giải nói cho một ít các hàng trời đồng thần giả xoa càng thấp bà Atula, cao lầu la khẩn na la ma hầu la già nhân cùng thế nhân vân vân, và các vị Bồ Tát ở các nước khác đều cùng chúng thanh văn đây nghe đều vui đến cùng chúng thanh văn đây nghe đều vui mừng đó. Thì như vậy ở đây quý vị thấy cái người đương cơ đứng ra thưa hỏi là một vị Bồ Tát, mà vị Bồ Tát này đẹp vô cùng. Tên là gì? Tú là gì? Tú là đẹp, Vương là vua, Hoa là hoa. Cái hoa đẹp vua của tất cả các thứ hoa. Thì tại sao lại có cái chuyện một vị Phật Bồ Tát mà kiều diễm như vậy? Thì đây là chẳng qua là cái ý nghĩa khi chúng ta biết đem cái thân ô uế nhớt nhúa này để mà hy sinh tu hành lo cho đạo thì sẽ được cái thân tốt đẹp, tức là bỏ cái thân xấu thì sẽ được cái thân tốt. Cho nên khi mà nói tới Ngài Dược Vương muốn hy sinh thân để mà cúng dường Phật thì vị Bồ Tát đứng ra thưa hỏi là một vị Bồ Tát rất là đẹp. Đó là để thấy cái ý nghĩa của phần này. Lúc đó Phật bảo Ngài Tú Phương Hoa Bồ Tát: Về thuở quá khứ vô lượng hằng hà xa kiếp trước, có Phật hiệu Nhật Nguyệt Tịnh Minh Đức Như Lai, ứng cúng chánh kiến tri minh hạnh tốt thiện thể thế gian giải, vô thượng sĩ điều ngự trưởng phu thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Phật đó có 80 ức đại Bồ Tát, 72 hằng hà sa chúng đại thanh văn. Phật sống lâu 42.000 kiếp, Bồ Tát sống lâu cũng bằng Phật. Nước đó không có người nữ, địa ngục, nhà quỷ, súc sanh, ma tu la vân vân. Và với các khổ nạn, đất bằng như bàn tay, chất lưu ly làm thành, cây báo trang nghiêm, màn báo trùm lên, hồng cáp phan báo đẹp, bình báo lò hương khắp cùng cả nước, bảy món báo làm đài, một cây có một đài, cây đó cách đài đều một lần tên, các cây báo đó đều có Bồ Tát thanh văn ngồi ở dưới, trên các đài báo đều có trăm ức chư thiên cõi kỹ nhạc trời ca khen Đức Phật để làm việc cúng dường. Thì quý vị thấy qua tới cái phẩm này nó mang một cái ý nghĩa đầy đủ về cái nhập tri kiến Phật đó. Nhập tức là hành, ở trên còn lý thuyết để mà ngộ, còn đến đây là hành. Cho nên hỏi về bổn sự tức là việc tu hành của trước kia, Bồ Tát trước kia tu hành như thế nào để mình nương theo đó mà học, đưa tới đó mà tu. Vì vậy cho nên tới chỗ này là hành, mà nói hành thì tự nhiên kể lại việc của những vị trước đã hành để mình ứng dụng mà hành theo. Cho nên đoạn thứ hai đây là nói về cái thuở trước có Đức Phật như vậy, tức là Nhật Nguyệt Minh Đức Như Lai, Ngài ra đời rồi trong cõi Ngài đẹp đẽ vân vân, không có những cái điều khổ, và tất cả những cái cõi cây cối trong cái nước của Ngài
đều có cái đài, mỗi cây một đài, rồi mỗi đài đều có một vị thanh Bồ Tát và thanh văn ngồi dưới đó. Mỗi đài cách nhau một lần tên. Nói cách khác thì mình tưởng tượng đi, tưởng tượng giống như là một cái khu rừng mà dưới mỗi cây thông có một cái tòa để ngồi tu, phải không? Mà cách nhau chừng trăm thước thì có vị ngồi tu, cách nhau trăm thước có một vị ngồi tu, ngồi tu cách thanh tịnh, yên tĩnh. Đó là diễn tả cái cảnh của Đức Phật đó. Bây giờ mới nói tới tiền thân của Ngài Bồ Tát Dược Vương. Bây giờ Đức Phật đó vì Ngài nhất thiết chúng sanh hỷ kiến Bồ Tát cùng chúng Bồ Tát và chúng thanh văn nói kinh Pháp Hoa. Ngài nhất thiết chúng sanh hỷ kiến Bồ Tát đó ưa tu tập khổ hạnh ở trong Pháp hội của Đức Nhật Nguyệt Tịnh Minh Đức Phật, tinh tấn kinh hành, một lòng cầu thành Phật, mãn một muôn 2000 năm được hiện nhất thiết sắc thân tam muội. Đây thì quý vị thấy cái kể lại cái vị Bồ Tát này là tiền thân của Ngài Dược Vương, và Ngài tên là Nhất Thiết Chúng Sanh Hỷ Kiến. Lúc đó Ngài chuyên tu khổ hạnh và được nghe kinh Pháp Hoa, cho nên rồi Ngài liền được cái định tam muội, là định hiện nhất thiết sắc thân. Thì bây giờ nếu mà tất cả quý vị nghe kinh Pháp Hoa rồi, quý vị nhận được mình có cái tri kiến Phật sáng suốt, thanh tịnh, không bao giờ có sanh, không bao giờ có diệt, không bao giờ có nhiễm ô, vân vân. Mình nhận được như vậy rồi thì thấy cái thân của mình nó ra cái gì không? Thân này giá trị ra sao? Nếu mình nhận được cái tri kiến Phật là thanh tịnh, bất sanh, bất diệt, thì thấy cái thân sanh diệt này thật là tạm bợ, thật không ra gì, cho nên thấy rõ cái giá trị của nó. Vì vậy mà nói được cái chánh định hiện nhất thiết sắc thân. Được tam muội đó rồi, lòng rất vui mừng, liền nghĩ rằng ta được hiện nhất thiết sắc thân tam muội này đều do sức được nghe kinh Pháp Hoa. Ta nay nên cúng dường Nhật Nguyệt Tịnh Minh Đức Phật và kinh Pháp Hoa. Tức thời nhập tam muội đó, ở giữa hư không dưới bông Mạn Đà La, bông Mana Mạn Đà La cùng bột kim hát chiên đài đầy trong hư không như mây mà rưới xuống, lại rưới hương hải thử ngạn chiên đàn sáu thù, đàn sáu thù hương này giá trị khỏi ta bà để cúng dược Phật. Nghĩa là chỉ sáu thù cái hương hải thử ngạn chiên đàn này cái giá trị bằng cái cả cái thế giới của mình vậy đó. Cúng dường thế đó rồi, từ tam muội dậy mà tự nghĩ rằng ta giàu dùng thần lực cúng dường nơi Phật chẳng bằng dùng thân cúng dường, liền uống các chất thơm chiên đàn vương lục đau lâu bà tất lực ca trầm thủy giao ương, để uống dầu thơm các thứ bông chim bạc vân vân mãn 1200 năm, rồi lấy dầu thơm so thân ở trước Đức Nhật Nguyệt Tịnh Minh Đức Phật, dùng y báo quả trời mà tự quấn thân rưới các thứ dầu thơm, dùng sức nguyện thần thông mà tự đốt thân. Ánh sáng khắp soi có 80 ức hằng hà xa thế giới. Các Đức Phật trong đó đồng thời khen rằng hay thai, thiện nam tử, đó là chân thật tinh tấn, gọi là chân pháp cúng dường Như Lai. Nếu dùng hoa hương, chuỗi ngọc, hương đốt, hương bột, hương xoa, phan lọng bằng lụa, quải trời và hương hải thử ngạn chiên đàn, dùng các món vật cúng dường như thế đều chẳng bằng được. Giả sử quốc thành thê tử vô thí cũng chẳng bằng thiện nam tử, đó gọi là món thí thứ nhất ở trong các món thí, rất tôn rất thượng, bởi dùng pháp cúng dường các đức Như Lai vậy. Các Đức Phật nói lời đó rồi đều yên lặng. Thân của Bồ Tát lửa cháy 1200 năm, sau lúc đó thân Bồ Tát mới hết. Thì đoạn này thấy
Ngài nhất thiết hỷ kiến, nhất thiết chúng sanh hỷ kiến Bồ Tát, nghĩa là được nghe kinh Pháp Hoa, được chứng cái nhất thiết sắc thân tâm muội, rồi mới biết cái công đức lớn lao do Đức Phật Tịnh Nhật Nguyệt Tịnh Minh Đức dạy Ngài và cái diệu dụng của kinh Pháp Hoa rồi, Ngài mới dùng tất cả những cái thứ hương thơm để cúng dường Phật. Nhưng mà dùng các thứ hương thơm cúng dường rồi Ngài chưa mãn nguyện, và Ngài mới dùng cái gì nữa? Dùng cái hương thơm ướp vào thân của Ngài, rồi Ngài đốt để cúng dường Phật. Mà khi cúng dường như vậy thì được các Đức Phật mười phương khen ngợi rằng hay thay, thiện nam tử, đó là chân thật tinh tấn, gọi là chân pháp cúng dường Như Lai. Cái lời đó là mười phương chư Phật đồng khen như vậy, chứ không riêng gì Đức Phật Thích Ca hay là Đức Phật hiện thời Ngài Tịnh Minh Đức. Thì như vậy là ý nghĩa gì? Nghĩa là cho chúng ta thấy trong đạo Phật nói cái bố thí nó có hai thứ, trong cái tài thí pháp thí, nhưng mà trong cái tài thí đó lại có hai, ngoại tài và nội tài. Ngoại tài tức là quốc thành thê tử hoặc là hương qua tất cả thang lộng mình cúng dường, thì cái đó gọi là ngoại tài. Thì cái ngoại tài tuy nó là quý, nhưng mà nó quý trong cái giới hạn nào thôi. Còn cái nội tài thì cái đó mới thực là quý. Tại sao vậy? Bởi vì cái kia là cái mình làm ra được, còn cái thân này là cái không thể làm ra được. Nhưng mà mình phải hiểu chỗ này, chứ không thì nếu mà ai tu mà được cái kết quả tốt rồi cái liền đốt thân cúng dường, rồi người nào được kết quả tốt cái đốt thân cúng dường, thì rốt cuộc rồi thì ở thế gian này Phật pháp làm sao? Nếu mà đốt mà được như Ngài nhất thiết chúng sanh hỷ kiến Bồ Tát đây thì khả dĩ, còn đốt rồi đi luôn á thì chắc không được. Đốt rồi mà quá thân trở lại rồi giáo hóa nữa thì được, phải không? Nhưng ở đây nếu mà chúng ta hiểu cái nghĩa đốt thân ấy, thì nó không có đúng cái tinh thần của kinh Pháp Hoa, mà ở đây nói về nhập tri kiến Phật. Mà nhập tri kiến Phật ấy, nó cũng tương tự với kinh Lăng Nghiêm là phá ngũ ấm ma. Muốn đi tới cái quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác thì trong kinh Lăng Nghiêm dạy phải qua cái ngũ ấm ma, tức là phá ngũ ấm ma. Phá được ngũ ấm ma rồi thì mới chứng, phá được sắc ấm thì chứng được hai quả vị Bồ Tát sơ địa, nhị địa, hết năm ấm tới là tới thập địa, lên đẳng giác diệu giác. Thì ở đây cũng vậy, đó là khi chúng ta tu mà muốn nhập cái tri kiến Phật viên mãn thì cũng phải phá cái năm ấm. Mà năm ấm đầu tiên là sắc ấm. Bởi vậy cho nên dùng cái chữ nói rằng được cái nhất thiết sắc thân tam muội đó, tức là thấy rõ về cái sắc ấm. Mà khi thấy rõ sắc ấm do mình ngộ được cái tri kiến Phật không sanh không diệt, cho nên thấy sanh thắc sắc ấm này nó không có giá trị, vì vậy mà mình không bị lệ thuộc vào nó. Bởi không bị lệ thuộc vào nó cho nên gọi là phá được cái sắc ấm. Rồi do cái công tu hành của mình, cái thân sắc ấm này mình không còn quý nữa, mà mình dùng nó làm phương tiện để truyền bá chánh pháp, làm lợi ích cho chúng sinh. Thì như vậy đó là mình thí thân hay là cúng đem thân cúng dường Phật. Chứ rồi mình cứ nghĩ là mình ngộ đạo rồi phải đốt thân, thì như vậy nó vô tình mình làm cho Phật pháp sớm bị diệt. Bởi vì ai cũng được đạo cái đốt thân hết trơn,
thì còn ai mà truyền bá, phải không? Cho nên cái này mình đừng có hiểu theo cái nghĩa thông thường mà thấy rằng đốt thân đây là hy sinh thân mạng để mà truyền bá kinh Pháp Hoa hay là truyền bá chánh pháp, làm lợi ích cho chúng sinh, đó là cúng dường chư Phật. Thì như vậy muốn nhập Phật tri kiến thì đầu tiên mình phải phá cái sắc ấm, đừng có quý cái thân tứ đại này mà phải đem thân tứ đại này làm lợi ích cho đạo, làm lợi ích cho chúng sinh, đó là cái bước thứ nhất. Như vậy thì ở đây mới nói rằng ngài đem thân ngài đốt cúng dường Phật. Như vậy thì cái đốt thân cúng dường Phật đó gọi là bố thí, mà bố thí nó là trên hết. Bởi vì tất cả của cải chúng ta bố thí thì nó là cái bên ngoài do công phu mình làm ra được, còn chính thân này là cái đau đớn khó khăn mà mình đem nó trải thân để mà làm lợi cho chúng sinh, thì cái đó thật là khó. Bởi vì tất cả chúng sinh không quý cái gì hơn là thân, thân là cái quý trên hết. Mà thân quý mà bây giờ mình đem cái quý đó mà bố thí mà cúng dường thì còn cái gì cao hơn. Cho nên ngày xưa ngày Trí Giả Đại Sư ngày đọc cái kinh Pháp Hoa tới cái câu này nói rằng chư Phật mười phương khen hay thai thiện nam tử, đó là chân thật tinh tấn, gọi là chân pháp cúng dường Như Lai. Nghe tới cái câu đó thì ngài liền nhập định. Mà ngài nhập định, khi nhập định rồi thì gọi là nhập cái Pháp Hoa Tam Muội. Mà nhập định này thì ngài thấy Đức Phật Thích Ca đang còn thuyết pháp trên hội Liên Sơn, không có mất. Đó thì chính ngài nhập được định đó, cho nên sau này giảng kinh Pháp Hoa chỉ có cái tựa kinh không mà ngài giảng tuần lễ. Đại thừa nhiều pháp liên quan mà ngài giảng tuần, mình bây giờ giảng có mấy phút, phải không? Đó, thì như vậy đó là ngài được cái ngữ ngôn Tam Muội á, ngữ ngôn Đà La Ni á. Thì như vậy để thấy rằng ở chỗ này là cái chỗ mà chúng ta lưu ý ở kinh Lăng Nghiêm cũng vậy. Những cái câu mà nói rằng không phải Đức Phật, riêng một Đức Phật khen mà chư Phật mười phương đồng khen. Thí dụ như ở kinh Lăng Nghiêm thì chư Phật hưởng ứng đồng thinh nói rằng, nghĩa là tất cả cái nhân sinh tử luân hồi cũng từ sáu căn của các ông, phải không? Rồi cái giải thoát sinh tử luân hồi cũng từ sáu căn của các ông, thì đó là lời mười phương chư Phật đồng nói. Thì những cái câu mà có tính cách chân lý tuyệt đối á, thì mười phương chư Phật đồng tin mà nói. Thì ở đây cũng vậy, nó là nói khóc 80 đức hằng hà sa thế giới, các đức Phật trong đó đồng thời khen rằng hay thai thiện nam tử, đó là chân thật tinh tấn, gọi là chân pháp cúng dường Như Lai. Nó là quên thân để mà cúng dường Phật, thì cái đó mới là cái tất cả chư Phật đồng khen ngợi. Cho nên có nhiều người cứ nghĩ mình muốn làm cái hạnh bố thí mà nghèo quá không có, làm sao bố thí. Thì ở đây nói rõ rằng nếu chúng ta nghèo thì đem sức lực hoặc là đem thân mình để mà làm việc bố thí thì cái đó lại càng quý hơn nữa. Chứ còn nhiều khi mình ở chùa lại có cái bệnh, người ta đem tiền, đem đồ vật tới cúng dường mình trọng, còn ta tới làm công quả mình coi thường, phải không? Mà là công quả đó là cúng dường cái gì? Cũng là tài chứ, mà nội tài quý lắm chứ, phải không? Còn cái kia ngoại tài tuy vậy chứ mà còn dễ kiếm, cái nội tài mới là cái khó. Bởi vậy nên mình nên hiểu rõ cái nào là cái chính, cái nào là cái phụ. Cái nhiều khi rồi mình mắc kẹt ở cái phụ mà quên cái chính. Vì thân là cái trên hết, mọi người đều quý, đều trọng, mà hy sinh thân để cúng dường thì cái điều đó là điều quý số một, không cái gì bằng. Đó là nói cái ý nghĩa ngài đốt thân cúng dường. Ngài nhất thiết chúng sanh hỷ kiến Bồ Tát làm việc pháp cúng dường như thế xong, sau khi mạng chung đã sanh trong nước của Nhật Nguyệt Tịnh Minh Đức Phật, ở nơi nhà vua Tịnh Đức, bỗng nhiên ngồi xếp bằng quá sanh ra, liền vì vua cha mà nói kệ rằng:
Đại vương nay nên biết tôi kinh hành chốn kia, tức thời được nhất thiết hiện chư thân tam muội, xin tu rất tinh tấn, bỏ thân thể đáng yêu, cúng dường Đức Thế Tôn để cầu huệ vô thượng. Nói kể đó rồi, thưa với cha rằng, Đức Nhật Nguyệt Tịnh Minh Đức Phật nay vẫn hiện còn, tôi trước cúng dường Phật xong, được giải nhất thiết, chúng sanh ngữ ngôn Đà La Ni lại nghe kinh Pháp Hoa này, 800.000 muôn ức Na Do Tha, Tinh Ca La, Tần Bà La, A Xúc Bà, các bài kệ, đại vương tôi nay nên cúng dường Đức Phật đó. Thưa xong liền ngồi đài bảy báo, bay lên hư không cao bằng 7 cây đa la, qua đến chỗ Phật, đầu lại chân Phật, chắp tay nói kệ khen Phật. Dung nhan rất lạnh đẹp lạ, ánh sáng soi 10 phương, con vừa từng cúng dường nay lại về thân thấy. Thân đây tức là chính được thấy chứ không phải nghe người ta nói. Thì như vậy cái đoạn này nói rằng sau khi Ngài cúng dường thân rồi thì Ngài lại sanh trở lại bằng cách quá sanh, rồi Ngài tiếp tục đi tới Phật để mà lễ Phật, bắt đầu tiếp tục cái công tác mà lo lắng thực sự nữa, chứ không có dừng. Đó là cái chặng thứ nhất. Bây giờ tới cái chặng thứ hai. Lúc đó Ngài nhất thiết chúng sanh hỷ kiến Bồ Tát nói kệ xong mà bạch Phật rằng: Thế Tôn, Đức Thế Tôn vẫn còn ở đời ư? Bây giờ Đức Nhật Nguyệt Tịnh Minh Đức Phật bảo Ngài nhất thiết chúng sanh hỷ kiến Bồ Tát rằng: Tiểu nam tử, giờ ta nhập Niết Bàn đã đến, giờ diệt tận đã đến, ông nên sắp đặt giường tòa, ta trong đêm nay sẽ nhập Niết Bàn. Phật lại bảo Ngài nhất thiết chúng sanh: Nam tử, Phật Pháp giao phó cho ông và các Bồ Tát Đại Đệ Tử cùng Pháp Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác cũng đem cõi thất bảo Tam Thiên Đại Thiên, các cây báo đại báo và hàng chư thiên cung cấp hầu hạ đều giao phó cho ông. Sau khi ta nhiệt độ có bao nhiêu xá lợi cũng có chúc cho ông, nên làm cho lưu bố rộng bài các việc cúng dường, nên xây bao nhiêu nghìn tháp. Đức Nhật Nguyệt Tịnh Minh Đức Phật bảo Ngài nhất thiết chúng sanh hỷ kiến Bồ Tát như thế rồi, vào khoảng cuối đêm nhập Niết Bàn. Thì quý vị thấy cái này rất là hợp lý, bởi vì cái con người dám hy sinh thân mình để cúng dường Phật Pháp thì ông thầy còn cái gì không tin tưởng nữa, phải không? Tức là đủ để cho Phật tin tưởng giao phó hết, nào là những cái phần chánh pháp, tức là Phật Pháp giao phó, rồi những vị đệ tử cũng giao phó, rồi của cải cũng giao phó luôn, phải không? Giao phó hết rồi cái từ Ngài nhập Niết Bàn đó, là vì Ngài yên lòng đã có cái người thay mình mà gánh vác. Và người thay mình gánh vác là người nào? Là người dám hy sinh thân mạng để mà bảo trì Phật Pháp. Thì khi có được người vậy thì Phật yên lòng giao phó hết. Ngài giao phó Pháp của Phật, giao phó đệ tử của Phật, giao phó cả sự nghiệp, nào là Tam Thiên Đại Thiên thất, cõi thất bảo Tam Thiên Đại Thiên nè, các cây báo đại báo nè, rồi tất cả cái gì chư thiên cung cấp giao hết. Thì thấy rõ ràng ba việc: một cái là Pháp, hai là đệ tử, ba là sự nghiệp, đều giao hết cho cái người dám hy sinh thân mạng đó, phải không? Rồi ngang đó Ngài yên lòng nhập Niết Bàn. Lúc đó Ngài nhất thiết chúng sanh hỷ kiến Bồ Tát, thấy Phật diệt độ buồn cảm sầu khổ, luyến mộ nơi Phật, liền dùng hải thử ngạn chiên đàn làm vàng để cúng dường thân Phật mà thiêu đó. Sau khi lửa tắt, thâu lấy xá lợi dựng đựng trong 84.000 bình báo để xây 84.000 tháp cao 3 thế giới, chân dọn trang nghiêm, thòng cáp phan lọng treo các linh báo. Bây giờ Ngài nhất thiết chúng sanh hỷ kiến Bồ Tát lại nghĩ rằng, tự nghĩ rằng: ta giàu làm việc cúng dường đó lòng còn chưa đủ, ta nay lại nên cúng dường xá lợi. Liền nói với các Bồ Tát đại đệ tử và trời rồng giả xoan văn tất cả đại chúng rằng: các ông phải một lòng ghi nhớ,
tôi nay cúng dường xá lợi của Đức Nhật Nguyệt Tịnh Minh Đức Phật. Nói xong liền ở trước tám muôn bốn nghìn tháp đốt cánh tay trăm phước trang nghiêm mãn bảy muôn hai nghìn năm để cúng dường, khiến vô số chúng cầu thanh văn, vô lượng số vô số người phát tâm vô thượng chính đẳng chính giác đều làm cho trụ trong hiện nhất thiết sắc thân tâm muội. Thì bây giờ tới cái đoạn mà ngài thấy ngài cúng dường thân ngay nơi trực tiếp với Đức Phật rồi, mà bây giờ Phật ký thác ngài phải duy trì chánh pháp, phải giáo hóa đệ tử của ngài và gìn giữ sự nghiệp của ngài, thì tới đây ngài liền đốt luôn hai cái tay để cúng dường Phật nữa, cái tháp Phật nữa. Thì như vậy đốt hai tay là ý nghĩa gì? Đó. Đốt thân tức là để thấy cái hy sinh cái thân mạng để mà làm lợi ích cho Phật pháp, lợi ích cho chúng sinh. Đó. Rồi đốt hai tay là phá hai cái kiến chấp hữu vô, kiến chấp nam nữ, tức là đối thân, kiến chấp tốt xấu, nghĩa là những kiến chấp đều phải diệt hết. Thì quý vị thấy muốn truyền bá chánh pháp mà còn mắc kẹt bên này, mắc kẹt bên kia thì truyền bá làm sao được. Muốn đến được Phật quả mà còn mắc kẹt bên này, còn mắc kẹt bên kia thì làm sao đến Phật quả được. Bởi vậy cho nên mở màn tức là bắt đầu cái phẩm tự thì chúng ta thấy Phật đã phóng quang ngay giữa chặng mài rồi. Như vậy thì đến đây lại càng thấy rõ hơn, đó là ngài đốt hai cánh tay tức là phá hai cái kiến chấp bên này bên kia, thân mình hủy hoại được, hy sinh được, mà còn cái kiến chấp mà không hoại được á thì cũng chưa có đạt được viên mãn. Cho nên tới đây ngài phá hai cái chấp, nghĩa là còn thấy có phải có quấy, có tốt có xấu, thì còn thấy có nam có nữ, mà còn thấy có bên này bên kia, tức là còn nằm ở trong cái đối đãi chưa có giải thoát được. À, bởi vậy cho nên ngài đốt hai cánh tay. Lúc đó các Bồ Tát trời người Atula vân vân thấy ngài không có tay đằng sầu khổ buồn thương mà nói rằng: ngài nhất thiết chúng sanh hiểu kiếp Bồ Tát này là thầy chúng ta, giáo hóa chúng ta, mà nay đốt tay thân chẳng đầy đủ. Lúc ấy ngài nhất thiết chúng sanh hiểu kiếp Bồ Tát ở trong đại chúng lập lời thề rằng: tôi bỏ hai tay ắt sẽ được thân sắc vàng của Phật, nếu thiệt không dối thời kiếp hai tôi hoàn phục như cũ. Nói lời thề xong hai tay tự nhiên hoàn phục, đó là do phước đức trí huệ thuần hậu của Bồ Tát cảm nên. Đương lúc đó tại tam thiên đại thiên thế giới sáu điệu văn động trời gửi qua báo tất cả người trời được việc chưa từng có. Thì quý vị thấy nó hết sức là rõ ràng. Khi mà đốt hai cánh tay rồi, ngài thề rằng ngài bỏ hai tay ác sẽ được thân sắc vàng của Phật, tức là được thân Phật. Nếu điều đó là thật thì cho hai tay ngài hoàn phục, thì hai tay trở lại như cũ. Như vậy thì mới thấy rõ ràng rằng khi mà phá được cái chấp hai bên thì nhất định sẽ được cái kết quả đi tới thành Phật, không còn nghi ngờ. Vì vậy cho nên cái lời nói đó là lời chân thiệt, cho nên mới nói rằng thân ngài quàn lại như cũ. Thì như vậy chúng ta mới thấy cái hạnh của ngài trước tiên là đốt thân, là phá cái sắc ấm, rồi kế đó là phá cái kiến chấp hai bên về sắc, về không, về hữu, về vô đó. Bởi vì sắc thì đối với không, hữu đối với vô, còn nếu mình phá cái thân được mà còn mắc kẹt trong cái kiến chấp thì chưa phải là cái người đi đến thành quả được. Cho nên chặng thứ hai là ngài phá luôn cả cái hai bên. Đức Phật bảo ngài Tú Phương Hoa Bồ Tát: ý ông nghĩ sao? Nhất thiết chúng sanh hỷ kiếp Bồ Tát đâu phải người nào lạ, chính nay là ông Dược Vương Bồ Tát đó. Ông ấy bỏ thân bố thí số nhiều vô lượng trăm nghìn muôn ức na do tha như thế. Tu vừa qua, nếu có người phát tâm muốn được đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác, có thể đốt một ngón tay dẫn đến một ngón chân
để cúng dường tháp của Phật, hơn đem quốc thành thê tử và cõi tam thiên đại thiên núi rừng sông ao các vật trân báu mà cúng dường. Nếu lại có người đem bảy thứ báu đầy cả cõi tam thiên đại thiên cúng dường đến Phật cùng đại bồ tát duyên giác và a la hán, công đức của người đó được chẳng bằng người thọ trì kinh pháp qua này. Nhẫn đến một bài kệ bốn câu, phước của người này rất nhiều. Thì quý vị đọc cái đoạn này mới thấy Phật kết thúc lại cái vị nhất thiết chúng sanh hỷ kiến Bồ Tát trước đó là ai, tức là tiền thân của Bồ Tát Dược Vương chứ không ai lạ. Ngài Dược Vương không phải hy sinh một đời mà nhiều đời để cúng dường Phật, đem thân cúng dường Phật như vậy. Bây giờ Phật liền nói rõ, nếu mà ở đời có những người muốn cầu thành Phật đạo, chỉ cần đốt một ngón chân, một ngón tay mà cúng dường, còn hơn đem quốc thành thê tử thì phải tam thiên đại thiên cúng dường nữa, phải không? Như vậy thì bố thí tài mà thuộc về nội tài quý hơn là bố thí ngoại tài, đó là cái điều rõ ràng rồi. Nhưng mà tới cái đoạn chót sau cái lại có cái lạ, nếu có người đem bảy thứ báo đầy cõi tam thiên đại thiên cúng dường đến Phật cùng đại bồ tát chuyên giác a la hán, công đức của người đó được chẳng bằng người thọ trì kinh pháp qua này. Nhẫn đến một bài kệ bốn câu, phước của người này rất nhiều, phải không? Như vậy thì kết thúc trở lại cái gì quý hơn? Kinh pháp qua là quý hơn. Thì như vậy chúng ta mới thấy rõ thân này của này nó đều là cái tướng vô thường sinh diệt, phải không? Mà đem cái tướng vô thường sinh diệt đó mà mình cầu Phật đạo, tuy nó có hơn có kém nhưng mà chưa có viên mãn bằng đem sống trở về với cái tri kiến Phật của chính mình. Cái đó mới là cái trên hết, vì cái tri kiến Phật mới thực là cái bất sanh bất diệt. Đó. Như vậy thì mình thấy Phật dạy rất rõ ràng. Nhưng mà sau này thì có nhiều vị cũng đọc đây, cho nên hoặc là đọc trong giới Bồ Tát thì dạy rằng Phật dạy rằng phải muốn tu hành đến đạt đạo thì nên phải đốt hoặc là ngón tay ngón chân hoặc là đốt trong thân mình bất cứ nơi nào để mà cúng dường Phật, thì người đó mới có thể thực hành được đầy đủ cái hạng Bồ Tát. Rồi nghe vậy cho nên mình bây giờ mình cũng thích đốt, đốt nhiều chừng nào thì tốt chừng ấy. Nhưng mà sự thật nếu mình mắc kẹt ở trên cái hình thức đó thì quý vị sẽ thấy trong Phật giáo có cái mâu thuẫn. Phật dạy thọ tùy kheo mà thiếu chân thiếu tay không cho thọ, có tật không cho thọ với tùy kheo, mà không được thọ tùy kheo làm sao truyền bá chánh pháp, mà Phật một bên thì Phật cứ đốt, bên lại cấm không có cho người có tật thọ. Mà nếu người nào đó có hiểu đạo cái người ta đốt cánh tay rồi cúng dường Phật thì đó tốt quá, nhưng mà tới dường thọ thì kia không được, làm sao đây? Cái điều đó là một cái điều mà quý vị thấy nó có cái mâu thuẫn, phải không? Nếu chúng ta hiểu như vậy thì không có mâu thuẫn gì hết. Nói đốt thân, đốt tai, đốt một phần nào trong thân mình, đó là để nói cái hy sinh thân này để mà lo cho đạo, để mà tu hành. Cái người hy sinh như vậy thì có thể sẽ đạt đến cái kết quả tốt đẹp như sở nguyện của mình. Thì nếu mà hy sinh thân để đạt được kết quả tốt thì như vậy nó mới có ý nghĩa. Chứ đừng nói đốt, nếu đốt thì nó kẹt, mà sau này mình hay đốt quá. Chính tôi có nhiều khi được trực tiếp sống với những gì có từng đốt một hai ngón tay rồi. Hồi đốt phát nguyện thế nào tôi không biết, nhưng mà khi sống chung lâu lâu họ cũng ích kỷ quá chừng, phải không? Rồi có những gì đốt trên đầu chín liều mà bây giờ tưởng để tóc ra đời như thường. Nói như vậy thì sao? Coi như là cái hy sinh hết sức là mạnh. Thành ra nhiều khi người ta lại quan niệm đốt nhiều đó là có giá trị, mà quên rằng Phật nói đốt là nó hy sinh thân mình để mà tu, để mà làm lợi ích cho chúng sinh.
chứ phải rốt nhiều mà không chịu tu, không chịu lợi ích chúng sinh thì cái rốt đó không đi tới đâu hết, phải không? Như vậy thì hiểu cho thật rõ. Cho nên hồi xưa lúc tôi còn học, tôi cũng hay thắc mắc cái chỗ này lắm. Vì tôi con người hay thắc mắc. Cho nên rồi học trong kinh, trong luật thì giải đốt, rồi thấy quý hòa thượng họ giới đốt, mà sao hòa thượng giám đốc không đốt, hòa thượng viện trưởng cũng không đốt. Rồi tôi mới thấy làm lạ, tôi nói bạch hòa thượng, tại sao mà các vị khác họ giới đốt 3 liều, có gì đốt 6 liều, có gì đốt 9 liều, mà hòa thượng cũng thọ giới tỳ kheo bồ tát mà hòa thượng không đốt? Hòa thượng cười nói nó tùy ai nguyện gì nguyện, nói vậy thôi à. Thì như vậy thì chúng ta mới thấy không phải đốt nhiều là kết quả, mà cái nguyện của mình quên thân để lo cho đạo đó, cái đó mới là cái chủ yếu, phải không? Đốt mà không có cái nguyện quên mình vì đạo thì đốt nhiều rồi đi tới đâu? Cho nên là nhiều khi rồi mình cũng tỏ ra mình gan trong thiên hạ mà đốt nhiều, phải không? Mà rồi cái đốt đó mà mình không có cái gan để quên thân làm lễ cho chúng sinh thì cái đó nó chỉ có một chặng thôi, chứ nó không có cứu kính. Bởi vậy nên tôi học với hai hòa thượng mà tôi cũng không đốt gì hết, thọ bồ tát giới tôi không đốt liều nào trời. Thì quý vị thấy có nhiều người họ cứ nhìn lên đầu thấy ai bảo bốn liều nó người đó lớn, người nào không có liều nào người đó nhỏ. Thì tôi chắc nhỏ nhất rồi, không có liều nào hết. Thì mình phải hiểu cái gì làm mình phải nắm thật vững, hiểu cho thật rõ. Thế nhiều khi là mình chỉ thấy người trước làm mình làm theo, thì như vậy đó thì nó cũng hơi nguy hiểm. Thì như vậy quý vị thấy nói đốt thân, đốt tai hoặc đốt một phần nào trong thân mình đều là chỉ cái sự hy sinh lớn, hy sinh nhỏ bản thân để mà tu, để làm đạo, thì cái đó là cái quan trọng. Chứ còn nếu mà mình cứ nghĩ đốt như vậy là được công đức rồi, ai cũng ùa nhau đốt hết thì chắc Phật pháp sớm suy di lắm, phải không? Nếu là đâu còn ai truyền bá, nghĩa là người nào hiểu đạo rồi thôi đốt để cúng dường được phước, thì như vậy thì tất nhiên là không có đi tới đâu hết. Thì cái điều đó là cái điều tôi nói để quý vị gẫm nghiệm lại coi sự thật nó ra sao. Tú vương qua thí như trong các dòng nước, sông, ngòi, kinh, rạch, thời biển là lớn nhất. Kinh Pháp Hoa này cũng như thế, ở trong các kinh của Đức Như Lai nói rất là sâu lớn. Tại như trong các núi non, Thổ Sơn, Hắc Sơn, núi Tiểu Thuyết Vi, núi Đại Thuyết Vi, cùng 10 núi báo, thời núi Diệu cao bậc nhất. Kinh Pháp Hoa này cũng như thế, ở trong các kinh rất là bậc thượng. Lại như trong các ngôi sao, mặt trăng là bậc nhất. Kinh Pháp Hoa này cũng như thế, ở trong nghìn muôn ức các kinh pháp này rất các kinh pháp này rất là sáng. Lại như mặt trời hay trừ các chỗ tối tăm, kinh này cũng thế, hay phá tất cả sự tối bất thiện. Lại như trong các vua nhỏ, vua Chưởng Luân Thánh Vương rất là bậc nhất, kinh này cũng như thế, ở trong các kinh là bậc tôn hơn cả. Lại như Đế Thích là vua trong 36 30 cõi trời, kinh này cũng thế, là vua trong các kinh. Lại như trời Phạm Thiên, Phạm Thiên Vương là cha của các chúng sanh, tất cả chúng sanh, kinh này cũng thế, là cha của tất cả hiền thánh, bậc hữu học vô học cùng hàng phát lòng bồ đề. Tại như trong tất cả phàm phu thời bậc dữ lưu, Nhất Lai, Bất Lai, Vô Sanh, Duyên Giác là bậc nhất, kinh này cũng thế, tất cả Như Lai nói hoặc Bồ Tát nói hoặc Thanh Văn nói trong các kinh pháp là bậc nhất hơn cả. Có người thọ trì kinh điển này cũng lại như thế, ở trong tất cả chúng sanh cũng là bậc nhất, trong tất cả Thanh Văn cùng Duyên Giác Bồ Tát là bậc nhất, kinh này cũng thế, trong tất cả kinh pháp rất là bậc nhất. Như Phật là vua các của các pháp, kinh này cũng thế, là vua của các kinh. Như vậy thì cái đoạn này là Đức Phật khi nói rằng tất cả cái bố thí ở trên nó không bằng bố thí, không bằng thọ trì kinh Pháp Hoa, phải không? Rồi tới đây
Phật mới nói cái giá trị của Kinh Pháp Hoa. Kinh Pháp Hoa đang sánh với tất cả kinh, nó là bậc nhất, nó là vua của tất cả kinh. Đó là cái chủ yếu tán thán về Kinh Pháp Hoa. Tú Vương Hoa, kinh này có thể cứu tất cả chúng sanh, kinh này có thể làm cho tất cả chúng sanh xa rời các khổ não, kinh này có thể lợi ích cho tất cả chúng sanh, đầy mãn chỗ mong cầu của chúng, như ao nước trong mát có thể đầy đủ cho những người khát nước, như kẻ lạnh được lửa, như kẻ trần truồng được y phục, như người buôn được của, được chủ, như con gặp mẹ, như qua sông gặp ghe, như người bệnh gặp thầy thuốc, như tối được đèn, như nghèo được của báo, như dân gặp vua, như khách buôn được biển, như thuốc trừ tối. Kinh Pháp Hoa này cũng thế, có thể làm cho chúng sanh xa rời tất cả khổ, tất cả bệnh tật đau đớn, có thể mở sự trăng trói của tất cả sanh tử. Nếu người được nghe Kinh Pháp Hoa này, hoặc chép hoặc bảo người chép, được công đức dùng trí huệ của Phật tính lường nhiều ít, chẳng thể được ngàn mé đó. Nếu chép kinh sách này dùng hoa hương chuỗi ngọc, hương đốt, hương bột, hương xoa, khoan lọng y phục, các thứ đèn, đèn nến, đèn dầu, các thứ đèn dầu thơm, đèn dầu chim bạc, đèn dầu tu mạng na, đèn dầu ba la la, đèn dầu bà lợi sư ca, đèn dầu na bà ma lợi, em cúng dường được công đức cũng là vô lượng. Ở đây Đức Phật nói cái diệu dụng của Kinh Pháp Hoa. Kinh Pháp Hoa này nó có diệu dụng cứu tất cả cái khổ cho chúng sanh. Đó là chúng sinh nào mà biết trở về trì tụng Kinh Pháp Hoa này thì mọi cái khổ não đều hết sạch. Giống cũng như người khát mà gặp được nước, người đói mà được cơm, người lạnh được lửa, người rách rưới được y phục, cho tới như tối thì được đèn, nghèo được của báo, vân vân. Như vậy thì Kinh Pháp Hoa là cái bộ kinh mà làm cho tất cả chúng sanh xa rời mọi khổ não, tật bệnh đau đớn, mở hết mọi sự trói buộc ở trong sanh tử. Thì điều này Phật tán thán hết sức là rõ rồi. Bởi vì sao? Bởi vì Kinh Pháp Hoa là chỉ tri kiến Phật, mà ai sống về tri kiến Phật thì người đó còn đói, còn khát, còn khổ, còn não gì nữa không? Ở tri kiến Phật thì nó không có phải thân tứ đại, mà không phải thân tứ đại thì làm gì có đói, có khát, có lạnh, có nóng. Mà đã trở về tri kiến Phật thì còn gì bị phiền não trói buộc mà dẫn đi trong sanh tử luân hồi. Cho nên nó cứu tất cả khổ cho chúng sinh. Rồi đến sau Ngài nói cái công đức của Kinh Pháp Hoa này, người nào mà thọ trì đọc tụng biên chép thì cái trí của Phật cũng không thể tính hết được cái ngàn mét của nó nữa. Thì cái câu đó mình nghe nó hơi khó hiểu, mà trí của Phật là trí vô thượng trùng hết, mà tại sao lại không thể biết hết được cái công đức của Kinh Pháp Hoa? Thì quý vị nhớ trong nhà thiền, khi mà nói tới cái chỗ cứu kính đó thì nói chỗ đó mắt Phật cũng nhìn không thấy nữa. Quý vị nhớ câu đó không? Mắt Phật cũng nhìn không thấy. Bởi vì sao? Bởi vì cái thể đó nó không có tướng mạo. Mà không tướng mạo cho nên không có con mắt nào mà thấy nó được. Mắt quỷ thần chư thiên cũng không thấy, mà kể cả mắt Phật cũng không thấy. Mà chỉ ai sống được thì người đó biết thôi, chứ còn không có thể dùng cái hình tướng để cho người khác thấy. Mà không thấy thì làm sao nó được. Thì như vậy chúng ta mới thấy cái tri kiến Phật là cái thể chẳng sanh, chẳng diệt, không hình, không tướng của chính mình. Cho nên chỗ đó Phật cũng không nói hết được nữa. Nếu ai chứng ngộ thì người đó tự biết, chứ người khác ở bên ngoài không thể diễn tả được. Tú Vương Hoa, nếu có người nghe phẩm Dược Vương Bồ Tát bổn sự này, cũng được vô lượng vô biên công đức. Nếu có người nữ nghe phẩm Dược Vương Bồ Tát bổn sự này,
có thể mà có thể thọ trì, thời sau khi dứt báo thân đàn bà đó không còn thọ lại nữa, sau khi Như Lai dịch độ 500 năm sau. Nếu có người nữ nghe kinh điển này đúng như lời mà tu hành, thời khi ở đây chết liền qua cõi an lạc chỗ trụ xứ của Đức Phật A Di Đà cùng chúng đại Bồ Tát chư quan mà sanh trên tòa báo trong hoa sen, chẳng còn bị lòng tham dục làm khổ, cũng lại chẳng bị lòng giận dỗi ngu si làm khổ, cũng lại chẳng bị lòng kiêu mạn tranh ghét các tánh nhơ làm khổ, được thần thông vô sanh pháp nhẫn của Bồ Tát, được pháp nhẫn đó thời nhãn căn thanh tịnh, do nhãn căn thanh tịnh đó thấy 72.000 ức na do tha hằng hà sa các đức Phật Như Lai. Bây giờ các đức Phật đồng nói khen rằng: hay thay thay thiện nam tử, ông có thể ở trong pháp hội của Đức Thích Ca Mâu Ni Phật mà thọ trì đọc tụng sư gẫm kinh này, vì người khác nói ông được công đức vô lượng vô biên, lửa chẳng đốt được, nước chẳng trôi được, công đức của ông nghìn Phật chung nói chẳng hết được. Ông ai đã có thể phá các giặc ma, hoại quân sanh tử, các quán địch khác thải đều trừ diệt, thiện nam tử trăm nghìn các đức Phật dùng sức thần thông đồng chung thủ hộ ông, tất cả trời người trong đời không ai bằng ông, chỉ trừ Đức Như Lai. Bao nhiêu thiền định trí huệ của các thanh văn duyên giác nhận đến Bồ Tát không có ai bằng ông. Tú Vương Hoa, vị Bồ Tát đó thành tựu sức công đức trí huệ như thế. Ở đây thì không nói hết kinh Pháp Hoa mà nói một phẩm dược vương Bồ Tát. Và ở đây sao lại ghi người nữ mà không nói người nam? Là nói là sau khi Phật diệt độ, nếu có người nữ nghe phẩm dược vương Bồ Tát bổn sự này mà có thể thọ trì phẩm này thôi, thì sao khi dứt thân báo thân đàn bà đó không còn thọ lại nữa? Sao kỳ vậy? Sao nói với người đàn ông nữa? Vậy thì Phật có cái tâm mà thiên vị không? Điều này thì thật rất là rõ. Quý vị nghĩ kỹ lại, xét lại rõ coi, trong hai giới nam và nữ, nói về thế gian á, thì giới nào diễn nhất? Giới nào diễn nhất? Mà diễn tức là quý thân chứ gì? Phải không? Bởi quý thân nhiều, thế nên diễn nhiều là người quý thân nhiều. Và đó quý vị để ý là chúng ta như vậy, người tu hay là người đời, ai mà diễn nhiều thì người đó là người quý thân nhiều. Còn người qua thường thân thì ít có diễn lắm, phải không? Thì như vậy mà phái nữ là phái quý thân nhiều cho nên diễn nhiều. Bởi vậy cho nên, bởi vì quý thân mà bây giờ nghe cái phẩm này là hy sinh thân, mà hy sinh thân thì tất nhiên hết mình làm được cái đó thì hết phái sanh làm nữ nữa chứ gì, phải không? Mà nghĩa là bỏ được cái quý thân thì đâu còn tái sanh làm nữ, còn tại vì quý thân cho nên mới phải trở lại làm người nữ. Do đó mà nói, nghĩa là rồi cái nếu mà thọ trì vậy, sau khi Phật diệt độ thì những người nữ đó tu hành rồi được sanh về cõi Phật A Di Đà ở nước an lạc. Thì như vậy thì quý vị thấy cái đó là cái chỉ cho nếu cái người nào mà nặng chấp về thân, mà nặng chấp thì thân, thì tu cái phẩm này tức là quên thân, thì người đó sẽ đi tới cái chỗ an lạc, được quá thân chứ không còn khổ, những cái khổ như đây kể. Thì người đó mới có khả năng gánh vác được Phật Pháp. Nên ở đoạn sau này lại nói rằng nếu mà người nào biết thọ trì đọc tụng suy gẫm kinh này, vì người khác nói thì ông được công đức vô lượng vô biên, lửa chẳng đốt được, nước chẳng trôi được, rồi công đức của ông nghìn Phật chung nói cũng không thể được, không thể hết được. Thì như vậy thì quý vị thấy, bởi vì mình thọ trì kinh này thì trở về cái tri kiến Phật, thì tri kiến Phật đâu có hình tướng mà bị lửa đốt, đâu có hình tướng mà bị nước trôi, cho nên tất cả cái đó đều không hại được. Nó là thân này là cái bị lửa đốt, nước trôi. Còn nếu cái tri kiến Phật thì lửa nào đốt được,
nước nào trôi được, cho nên nói rằng được cái công đức vậy và phá hoại được cái quân ma sinh tử. À, như vậy thì mình hiểu cái ý của đoạn này, nói nặng chỉ người nào nặng trách về thân, thì người nặng trách về thân thì trì cái phẩm này thì sẽ được kết quả tốt. Vì phẩm này là phẩm phá cái chấp thân. À, vì vậy mà nói là phá sắc ấm, là vậy đó, mà phá sắc thân, cho nên chúng ta được cái kết quả tu hành tinh tiến, đạt được cái chỗ viên mãn đạo quả nhờ không chấp thân mà ra. Nếu có người nghe phẩm dược phương Bồ Tát bổn sự này mà có thể tùy hỷ khen ngợi, thì người đó ở trong đời hiện tại miệng thường thoảng ra mùi thơm qua sân xanh, trong lỗ chân lông nơi thân thường thoảng ra mùi thơm, ngưu đầu chiên đà được công đức như đã nói ở trên. Cứu vương qua vì thế đã đem phẩm dược vương Bồ Tát bổn sự này chúc lụy cho ông. 500 năm sau khi ta diệt độ mới tuyên nói lưu bố rộng truyền ở cõi Diêm Phù Đề, chớ để dứt mến, chớ cho hàng ác ma dân ma các trời đồng giả xoa Tu Bằng Đào vân vân phá thấy được. Bởi vì thường thường ác ma thì nó hơi dụ dỗ mình, nó bắt mình yêu quý cái thân. Mà nếu mình đem cái kinh này mà dạy, phẩm này mà dạy thì nó hay khuấy phá lắm. Bởi vậy cho nên phải ráng mà hộ trì để cho các cái thứ này nó đừng phá hoại. À, Tú vượt qua, ông phải dùng sức thần thông gìn giữ kinh này. Vì sao? Vì kinh này là món lương dược của người bệnh. Trong quả Diêm Phù Đề, nếu người có bệnh được nghe kinh này, bệnh liền tiêu diệt, chẳng già, chẳng chết. À, thì quý vị thấy, cái bệnh của chúng sanh trong quả này là cái bệnh chấp thân, chấp ngã là chấp thân, phải không? Chấp thân là nặng nhất, mà kinh này, tức là phẩm này là phá cái chấp thân, là phá chấp thân, cho nên nó là thứ thuốc hay trị cái bệnh của người trong cõi này. Bởi vậy cho nên người nào mà được nghe kinh này thì tất cả cái bệnh nó liền hết, mà hết bệnh đó thì hết già hết chết. Cứ phá cái chấp thân rồi thì cái già chết đâu còn quan trọng nữa. Tướng vượt qua, nếu ông thấy có người thọ trì kinh này phải dùng hoa sen xanh định đầy hương bột rải cho người đó, rải xong nghĩ rằng người này chẳng bao lâu quyết sẽ lấy cỏ trải ngồi nơi đạo tràng phá các quân ma, sẽ thổi ống pháp đánh cống pháp độ pháp tất cả chúng sanh ra khỏi biển sanh và bệnh chết. Cho nên người cầu Phật đạo thấy có người thọ trì kinh này nên phải sanh lòng cung kính như thế. À, như vậy thì đây là muốn nói cho rõ hơn là nếu ai thọ trì kinh này thì nên cúng dường các cái hoa báo và tin rằng người đó sẽ sớm thành đạo vô thượng cho đẳng chánh giác không nghi nữa. Lúc đó lúc Đức Phật nói phẩm dược vương Bồ Tát bổn sự này có 84,000 Bồ Tát được pháp nhất thiết thế nhất thiết chúng sanh nữ ngôn Đà La Ni, Đức Đa Vưởng Như Lai ở trong pháp báo khen ngài Tú Vương Hoa Bồ Tát rằng hay thai Tú Vương Hoa, ông thành tựu bất khả tư nghị công đức mới có thể hỏi Thích Ca Mâu Ni Phật việc như thế, làm vô lượng lợi ích cho tất cả chúng sanh. Đoạn này đọc rồi chúng ta thấy có kinh nghi. Hồi nãy nó Đức Ta Bảo được hoàn chỗ cũ đi, sao giờ lại ngài còn trong tháp này khen ngợi cái này, phải không? Thì như vậy thì ngài chưa về sao? Đây là tuy bảo ngài hoàn lại chỗ cũ, nhưng mà nhớ rằng ngài Đa Bảo, Phật Đa Bảo là Phật Pháp Thân. Mà Phật Pháp Thân thì còn nói kinh Pháp Hoa thì ngài còn có mặt, chứ không có giáp mặt lúc nào. Tuy Bảo Hoàng chỗ cũ mà cũng vẫn còn hiện hữu, vẫn còn khen ngợi. Bởi vì Pháp Thân đâu có rời Báo Thân và Quá Thân, cho nên không lúc nào ngài vắng mặt khi còn nói kinh Pháp Hoa. Như vậy thì quý vị mới thấy cái phẩm này
bắt đầu vào là nói lên cái ý nghĩa phải phá cái chấp sắc ấm. Sắc ấm là cái thân tứ đại. Nếu phá được cái sắc ấm rồi thì chúng ta mới có thể tiến lên cái quả vị Bồ Tát, lần lần tới Phật đạo không nghi. Chứ còn nếu mang cái thân sắc ấm này còn quý, còn trọng nó thì cái đạo quả Bồ Đề khó mà đạt được. Bởi vì đạo quả Bồ Đề là cái đạo quả dứt khỏi sanh tử luân hồi. Còn chấp sắc thân thì còn sanh tử, phải không? Nếu còn chấp sắc thân thì còn đi trong vòng sanh tử. Vì vậy cho nên còn chấp sắc thân thì không bao giờ tới quả Bồ Đề được. Vì vậy mà chúng ta trước khi muốn tiến thẳng lên quả Bồ Đề thì phải phá cái chấp sắc thân. Mà cái đó dễ hay khó? Nghĩa là dù cái thân có nhiều đặc bệnh, dù cái thân đem điêu xấu xí, dù cái thân nó hôi hám bẩn thỉu mà cũng quý nó như thường, phải không? Khó mà bỏ được nó. Bởi vậy cho nên đó là cái bệnh nặng nhất ở trong quả ta bà này. Vì vậy cho nên muốn tiến tới cái quả vị Phật, bước đầu là phải phá nó. Nhập Phật chi kiếm thì bước đầu là phá cái sắc ấm, sắc quẩn đó, là cái đầu tiên. À, hiểu vậy thì quý vị mới thấy cái phần này nó rất là đầy đủ ý nghĩa. Rồi tới cái phần sau thì mình cũng dễ hiểu chứ không có khó. Chứ còn không thì mình mắc kẹt liền. Đọc cái kinh Pháp Hoa tới mấy chỗ này cái mình đâm ra quán. Bây giờ làm sao đốt thân được mà cũng dường Phật thì mới có thể thành Phật. Mà ai dám đốt thân, phải không? Đốt cúng dường mà nhiều khi đốt cúng dường rồi mà mình cũng còn có cái luyến ái đốt thân mà còn tiếc thì tất nhiên cũng trở lại. Vì vậy cho nên nó là khó. Như vậy thì phẩm này là cái phẩm bước đầu của nhập Phật tri kiến, là phá cái sắc ấm. À, nó rõ là như vậy. Như vậy xong còn có ai hỏi gì đây? Phật ngồi với kê báo hiện sức thần thông mãn trăm nghìn năm đó. Thì cái điều này nói rằng học sử thì thấy Phật có mấy chục năm, mà 49 năm đi giáo hóa, mà nói trăm nghìn năm thì điều đó lấy đâu làm chứng cớ để mà tin. Thì quý vị quên tôi đã giảng ở đây. Ở đây là chỉ Phật là cái Phật tri kiến đó, tức là Phật pháp thân, chứ không phải Phật báo thân hay quá thân. Bởi vậy nên chúng ta học cái này là hình ảnh biểu trưng, chứ đừng thấy đó là hình ảnh thiệt. Ngôn ngữ cũng là ngôn ngữ biểu trưng, nói thời gian dài vô kể đó là để là biểu trưng rằng cái tri kiến Phật của mình nó thoát cả thời gian và không gian, nó không bị thời gian không gian chi phối. Cho nên nói cái thời gian thì vô kể. Rồi mình học này mà mình cứ lôi lại lịch sử thì nó không bao giờ có sự thật được, nó không bao giờ đúng. Thành ra học đây là phải hiểu những cái hình ảnh, những cái ngôn từ nói về thời gian đều là những biểu trưng, chứ đừng có mắc kẹt, đừng có ngồi đó mà bấm tay tính bao nhiêu năm thì nó không có trúng như cái đoạn này. Đó là một cái vị hỏi. Còn cái này thì một thầy lại hỏi rằng nơi phẩm trúc lệ tháp Đa Bảo đã trở về bổn độ, sao tới phẩm dược dương đức Đa Bảo? Thì này tôi đã nói rồi. Bởi vì pháp thân thì tuy rằng bảo trở về nhưng nó đâu có ảnh. Nghĩa khi còn nói kinh pháp của A thì có mặt. Còn cái này thì có người nói rằng
này thì sao mà đi ngoài cái phạm vi của kinh Pháp Hoa rồi. Nó hỏi rằng có đại niết dạy mấy xuống có từ bi mà thiếu trí tuệ, từ bi phải có trí tuệ mới được. Rồi khi nghiệp đến chỉ lấy phước để chống đỡ mà thôi. Và hai điểm này con thấy có chỗ nghi là tại sao đã từ bi mà lại thiếu trí tuệ. Phước làm sao chống đỡ được khi nghiệp đến. Thành ra cái này nó không nằm trong kinh Pháp Hoa. Thôi thì tôi cũng nói đại cương cho biết. Bởi vì đây là cái lời răn. Bởi vì trong nhà Phật cũng hay nói, chúng ta tu có khi có người nặng về từ bi mà quên trí tuệ, có người nặng về trí tuệ mà thiếu từ bi. Đây là nói từ bi trí tuệ tương đối, chứ không phải nói từ bi trí tuệ theo kinh Pháp Hoa. Kinh Pháp Hoa là ngộ được tri kiến Phật rồi khởi cái lòng đại bi khác. Còn ở đây là từ bi là thương người, giúp người. Còn trí tuệ là hiểu được đạo lý. Thì cái từ bi trí tuệ đó hai cái là đối đãi, chứ không phải là tuyệt đối. Bởi vậy nên có nhiều người kẻ thì nặng cái này, thiếu cái kia, người thiếu kia nặng cái nọ. Nên đây là lời khuyên phải hai cái cùng đi đôi. Thì sự tu hành nó ít có trễ nải, nó ít có bị thiếu thốn. Thí dụ như có người cứ nói rằng thôi giờ tôi cứ hy sinh đời tôi làm phước cho thiên hạ hiểu đạo, còn tôi thì sao cũng được. Thì lo người ta hiểu đạo, mình không hiểu là rủi rồi. Mình có phước nhiều đời sau sanh ra làm thủ tướng, làm tổng thống gì đó, mắc lo diệt nước, giàu thì giàu thiệt, nhưng mà rồi mắc lo diệt nước rồi cũng quên tù. Thì như vậy uổng. Cho nên bảo phải có trí tuệ, tức là phải hiểu đạo à. Vì vậy trên đây là lời khuyên đứng trên đối đãi. Còn nói nghiệp đến chỉ lấy phước để chống đỡ mà thôi. Thì nói rằng nói nghiệp đến thì lấy phước chống đỡ là bởi vì cái người tu nó có hai cái để mà chữa nghiệp. Một là dùng trí tuệ để thấy tất cả nghiệp là huyễn quá, cho nên dù nghiệp tới cũng cười thôi à. Còn cái người thứ hai là chưa thấy cái thân huyễn quá thì mình cứu chúng sinh thì chúng sinh cứu lại mình, mình giúp chúng sinh thì chúng sinh giúp lại mình. Thí dụ đó, thí dụ như hồi đó mình có làm ân quán, gây ân quán với ai, bây giờ mình biết hối hận, mình làm những điều lành, điều tốt với mọi người chung quanh, ngày mai kia cái người có ân quán mình họ tìm tới là trả thù thì liền được sống diền tâm binh vực, nó đỡ. Thì đó là cái phước nó che chở bớt cho mình. Nghĩa thì vẫn trả, nhưng nhờ cái phước đó mà nó nhẹ đi. Đó là trường hợp như vậy. Thì hai cái này là nằm trên đối đãi, chứ nó không phải nằm trong kinh Pháp Hoa. Thôi nghĩ